Bây giờ sẽ là cơ hội cho ai? Vòng thi cuối cùng mang tính chất quyết định. Một chàng trai rất là tự tin, rất là bản lĩnh. Bạn đã vào đến vòng này thì rất là chúc mừng bạn. Nếu mà hôm nay mà bạn được thành công nữa thì đúng là quả thật là song hỷ lâm môn. Thì bạn thích làm việc gì ở trong tập đoàn của tôi? Một tập đoàn về kinh doanh bất động sản, có công ty về truyền thông, có nhiều công ty khác liên quan đến đầu tư rồi thẩm định rồi là phát triển các cái lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Dạ, cái của em nó sẽ fit với cái lĩnh vực về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho toàn bộ để tạo ra một cái nét văn hóa. Ok, cảm ơn bạn. Bạn trùng với lại cái suy nghĩ của tôi về cái vị trí offer cho bạn. Khi mình đi làm á thì cái yếu tố nào là quan trọng nhất với mình? Về tính chất công việc, thú vị hay là về thu nhập, hay là về chức vụ, hay là về sự ổn định là ít phải di chuyển, rồi bạn cũng mới sắp lập gia đình đúng không? Thì bốn yếu tố đó, yếu tố nào mà sắp xếp thứ tự như thế nào? Em quan trọng yếu tố đầu tiên, số 1 là tính tự chủ. Đối với em có 5 F, Freedom, Family, làm tạm giác gắn kết trong gia đình. Fit công việc đó nó phù hợp với mình tạo giá trị được. Fun, vui vẻ, làm việc với nhau mà căng thẳng với nhau khó, vui vẻ với nhau. Chữ F cuối cùng, đối với em đó là Fortune, là sự sản. Lúc này mới quan tâm là sự sản. Thì là đến cuối cùng, là đứng cuối cùng, tài chính là đứng cuối dạ, cùng. Đúng. Tôi rất thích chàng trai này. Nó gợi cho tôi nhớ đến hình ảnh của mình mấy chục năm trước. Tôi thích cái tính mà tự chủ trong công việc. Và bạn đã từng start up nhưng bây giờ muốn theo đuổi cái đam mê của mình. Các sếp sẽ đưa ra những cái offer về vị trí làm việc, về điều kiện làm việc và về mức thu nhập. Tôi thì thấy là bạn có một cái khả năng ảnh hưởng, gây ảnh hưởng đến người khác khá là tốt. Bạn cũng rất là khôn khéo trong cái việc mà đưa ra những cái cách xử lý tình huống. Nó hài hòa và cũng không làm mất lòng cái người đối diện. Tôi nghĩ rằng là cái vị trí của bạn nó khá thích hợp với lại nguyên tắc là những cái vị trí mà có liên quan trực tiếp đến kết quả kinh doanh. Thì công ty chúng tôi bao giờ cũng trả lương theo hai phần, là phần lương cơ bản và cái phần lương theo performance. Vì vậy cho nên là tôi sẽ cân nhắc cái việc là đưa ra một cái mức lương ở mức ở giữa như vậy. Đó là các sếp đang trao đổi. Phía của anh thì anh đề xuất cái vị trí là về quản lý chiến lược bán hàng của sàn thương mại điện tử. Thì vị trí này bên anh gọi là tướng mà dẫn quân ra trận ấy. Tại sao là anh nghĩ là phù hợp với em? Vì một á, anh em là một người rất trung thực. Anh rất là thích đánh giá cao những bạn trung thực, thẳng tính. Thứ hai là ham học hỏi. Vì bạn trẻ rất là nhiều ngành nghề, bạn luôn luôn giữ được cái nhiệt huyết mà học hỏi. Và thứ ba rất quan trọng là nhiệt huyết với đồng đội. Nên là rất là mong muốn bạn có thể tham gia với vị trí là quản lý chiến lược bán hàng của sàn thương mại điện tử. Và cái mức lương ngoài những cái phúc lợi khác thì anh offer là 35 triệu. 35 triệu, đó là mức đề xuất của sếp Khánh. Các sếp khác tuyển từ một cái người chủ mà về làm một cái vị trí nhân viên thì khá là rủi ro đối với tôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu như mà tôi offer cho em thì chắc chắn là mức lương tầm khoảng 30 đến 40 triệu. Sếp Nga vừa nói là từ 30 đến 40 triệu đã có chút thay đổi. Với cái background của bạn, với cái ngoại ngữ, khả năng ngoại ngữ và với cái sự quyết tâm á, thì mong muốn của tôi là sau 20 năm tập trung làm việc ở Việt Nam cũng phải đi các nước khác ở khu vực châu Á nữa. Nếu mà bạn muốn thì mức lương bắt đầu là tôi có thể offer được là 32 triệu. 32 triệu. Sếp Hùng thì tôi nghĩ bạn là phù hợp với cả cái quản trị và đào tạo nhân lực, thì tôi offer cho bạn cái mức lương là 20 triệu. Đấy là những câu chuyện chia sẻ. Người chơi của chúng tôi, ứng viên của chúng tôi thì cũng đã có cái mức lương kỳ vọng của riêng mình. Anh Sâm đi một vòng đi anh Sâm ơi. Để đếm xem. Tôi bị các sếp theo dõi nó chặt chẽ lắm. Tôi đi một vòng ấy thì các sếp sẽ đếm bước chân của tôi và suy ra là cần bao nhiêu tiền. Càng về đây các sếp thì hay nói một đường làm một nẻo, mà đặc biệt là anh Hưng. Chuyên gia nói một đường làm một nẻo. Tôi đã nói rồi. Một lát nữa chúng ta sẽ cảm thấy rất là ngạc nhiên với cái mức lương mà người chơi của chúng tôi đưa ra, ứng viên của tôi đưa ra. Thú vị lắm, thưa quý vị. Bây giờ đến thời khắc các sếp sẽ phải chốt. 3, 2, 1. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ xem mức lương mà các sếp đề xuất cho Nguyễn Kiến Trúc là bao nhiêu. Xin mời. Vâng.
Đầu tiên là sếp Gabor đề xuất là gì? Là chuyên viên phân tích chiến lược với mức lương là 32 triệu với tất cả những cái ưu đãi phục vụ từ chuyện đi lại rồi bảo hiểm rồi tất cả tức là lương thưởng vân vân. Sếp Vũ Mạnh Hùng nói thì là 20 triệu nhưng mà đã đưa ra mức lương cuối cùng ở vị trí giám đốc điều hành 36 triệu. Cảm ơn sếp Vũ Mạnh Hùng. Vâng, với tất cả những cái điều khoản khác có lợi. Sếp Lưu Nga đề xuất bạn ở vị trí giám đốc đào tạo mức lương 40 triệu. Vâng, cao nhất. Đó là mức lương cao nhất. Sếp Phạm Thanh Hưng đề xuất vị trí là giám đốc đào tạo và phát triển nhân lực với mức lương là 29 triệu và các cái điều khoản khác. Còn sếp Ngô Hoàng Gia Khánh thì đưa ra vị trí quản lý chiến lược bán hàng với mức lương là 35 triệu. Như tôi đã nói là những lúc này là lúc mà tôi có lẽ là hồi hộp còn hơn các bạn ấy. Bởi vì các bạn ấy không làm chỗ này, các bạn làm chỗ khác. Không có vị trí này, các bạn có vị trí khác. Không có sếp này, có sếp khác. Còn tôi thì tôi chỉ lo là gì? Là cái sự kết duyên giữa hai bên nó không thành công và tôi cảm thấy ân hận vì không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ thì chúng tôi xin đưa ra cái mức lương kỳ vọng của bạn. Vợ của Kiến Trúc ơi, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng không có gì xảy ra nhá. Nếu có chuyện gì xảy ra cũng coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Một lát nữa thì tôi mở ra thì tất cả sẽ phải ngạc nhiên. Và bây giờ mức lương của bạn là gì? Xin mời. Wow, 37 triệu.